cần biết hôm nay ta đã yêu nhau thật nhiều. Một ngày mùa đông của tháng 12, đưa tay anh vuốt mái tóc bên bên, nhìn sâu trong đôi mắt em, nhìn thật lâu nét môi anh cười, lại gần em trao chiếc hôn. You are my last forever, dẫu là mơ anh xin mãi mơ, ở nơi ấy sẽ luôn đong đầy những tình yêu ta dành cho nhau. Đây, nước ép dưa hấu, không đường để đá, chiết xuất từ tự nhiên, thơm ngon bổ dưỡng của Xuân. Em cảm ơn anh. Công nhận anh Phong hiểu ý em quá. Anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Không, được chăm sóc cho Xuân đó là điều vinh hạnh đối với anh. Anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Trời ơi, idol của mình cũng biết cách chọn bạn gái quá ta. Nhìn họ rất là đẹp đôi. Vậy là anh Khôi sẽ trở lại với Tuyền cao ráo. Trời ơi, ở đâu mà người đàn ông đẹp dữ vậy trời? Đi nữa đó ơi, chịu không nổi, xin lỗi. Trời ơi, thích quá. Trời chị. Mà chị chụp cái kiểu gì mà cái mặt chị nó tràn hết nguyên cái màn hình luôn rồi. Người đàn ông hoàn hảo. Thì ghét quá. Làm bách rau cho chị luôn kìa, không thấy gì hết. Tại vì chị selfie nhưng mà chị chưa có kinh nghiệm cho nên chị mới ác cái vẻ đẹp của ảnh. Nhưng mà từ từ nè, em nhìn nè. Đó, mấy cái tấm sau nè. Đúng rồi, mấy cái tấm này. Trời ơi, chị chụp cận lại cái vẻ mặt của ảnh. Trời ơi, chị ơi. Nó hoàn hảo từng cm luôn á. Ở đâu mà có cái người đàn ông mà đẹp trai mà hoàn hảo nó mức như vậy chị? Đó luôn. Trời ơi, phóng ra nhìn đẹp trai quá chị ơi. Ôi, chị về chị mất ngủ cả đêm á. Chị nhìn cái tấm hình này, cái tự nhiên chị trộm nghĩ, hay da, tại sao ngày xưa mình lại ham vui sớm quá à. Mình vội vã mình lấy chồng, chứ nếu không bây giờ biết đâu chừng Mr. Hoàn Hảo đã giả vào lòng tay yêu thương của chị. Nè, chị có con rồi đó nha. Ủa sao? Làm sao coi được làm á, chứ để thằng Đức nó mang tiếng trong trường tội nghiệp nó chị. Ủa, có làm gì đâu mang tiếng trời. Trời ơi, ý chị nói là chị ái mộ cái sự tốt bụng của ảnh. Vừa hiền lành, vừa tốt bụng, vừa đẹp trai. Ảnh là cái người tài trợ nguyên một cái phòng máy vi tính cho trường của thằng Đức. À, vậy hả? Ủa. Rồi, nè. Nãy giờ hai chị em làm cái gì mà ồn ơi là ồn vậy? Cái gì mà Mr. Hoàn Hảo? Bộ người hoàn hảo bây giờ chưa tiệt chủng hả? Chưa anh! Nè, đây nè, anh coi nè. Người thật, việc thật, 100%. Ủa, cũng có mắt, mũi, miệng, tay, chân bình thường mà. Ủa? Thì tấm này được không? Tiền. Tự nhiên á, phóng bự lên trời cái mặt em chà bá tiền. Sao cái mặt chà bá? Ủa? Ai như là Xuân chết đứng như tờ. Trời, cái làm cái gì mà chết đứng? Thì hôm rồi đó, lúc mà qua tiệm mình làm tóc thì Xuân cũng nói là làm tóc để đi hẹn với người hoàn hảo rồi đó. Thì đó thôi mà. Trời, là cắn ơi, em thấy bình thường. Ông hoàn hảo là phải như vậy. Nhưng mà hoàn hảo là phải như vậy. Anh mặc đồ vậy, anh thấy ổn không vậy? Anh ổn. Mặc dù có nóng hơn ngày thường một chút, nhưng không sao, anh đã tăng cường thêm chiếc quạt này.
Nhưng mà sao tự nhiên bữa nay tập thể dục mà anh mặc đồ kỳ vậy, nó không có hợp. Thật ra anh cũng thấy là không có hợp, nhưng Mạnh á, nó nói là nhất định phải như vậy, phải chỉnh chu, phải hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. À, sẵn đây anh muốn gặp để hỏi em một điều. Trong mắt em, người đàn ông hoàn hảo là phải như thế nào? Hoàn hảo hả? Vậy em nói thiệt nha. Đương nhiên là anh muốn nghe em nói thật lòng. Thật ra ngày hôm nay em thấy anh mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Rất là chỉnh chu, sành điệu mà phong cách còn lịch lãm chững chạc nữa. Cảm ơn em. Ồ, sao em cười vậy? Nhưng mà anh bị vậy lâu chưa? Ý của em là anh khùng á, đúng không? À, dạ không. Em cũng không cần nói, tại vì anh biết sẽ có một người khác mặc những bộ đồ vest như vậy trông lịch lãm hơn anh. Tại sao người ta lúc nào cũng mặc đồ vest? Tên người ta là gió mà, gió thì lúc nào cũng mát. Mặc dù anh có gió nhưng anh vẫn không thấy mát. Anh chào Khôi, em anh Khôi. Sớm mà cái mặt anh như trái chuối rụng vậy anh Khôi, không tính buôn bán gì hả, làm ăn gì hả? Tại sao vậy? Tại sao lại có một người hoàn hảo xuất hiện cùng một lúc trong cuộc đời của Xuân, khiến cho anh phải cạnh tranh một cách yếu thế như vậy? Người ta có cặp có đôi, tại sao tôi phải lẻ loi một mình? Tại vì người ta cứ lo nghĩ bóng hình ai khác, khi nào có nghĩ đến tôi đâu. Trời ơi anh ơi, em thấy anh là hoàn hảo lắm luôn rồi đó, anh còn muốn đòi gì nữa? Em tưởng làm người hoàn hảo dễ lắm hả? Anh đã thử rồi, nóng nực, bực mình, cáo gắt, đã vậy người ta coi mình như con nít vậy đó. Nè, ai coi anh là con nít em không biết nha, nhưng mà trong mắt của em, anh là tất cả. Anh tuyệt vời lắm, anh là sống quan tâm cho mọi người nè, thương yêu mọi người, anh sống khác người. Ý em là anh khùng hả? Không, ông tốt hơn mọi người, cho nên anh là Mr. Hoàn hảo. Đúng rồi. Em cho anh điểm 9.99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 
number one. Ông chú là number one. Giết mày bây giờ đi vô. Ngày bị chửi hoài luôn á. Hát dở mà có tranh thủ lăng xê mình không à. Anh à, trẻ con nó đi rồi. Bây giờ em thật lòng em chia sẻ với anh nha. Thật ra đó, anh kém tự tin, anh cho mình không hoàn hảo đúng không? Tại vì anh đang khát nước, uống nước đi coi. Phải không? Uống đi rồi anh sẽ hoàn hảo. Oh, hoàn hảo rồi. Có thấy gì đâu. Hoàn hảo gì đâu, cũng bình thường à. Thôi, anh đừng có như vậy mà. Anh phải nhớ cái câu ông bà dạy, nồi nào úp dung đó. Anh là cái nồi, em là cái dung, hai cái úp lại. Thôi đi, cái dung méo xẹo à. Méo đâu, méo đâu mà méo nè. Chị Tuyền, hả? Quýt không? Quýt ở đâu ạ? À? Quýt chị Tư Vĩnh Long gửi lên cho anh á. Trời đất ơi, từ Vĩnh Long lặn lội gửi lên một trái quýt đại diện cả dòng họ vậy đó hả? Đâu có, gửi cái tuần phía dưới á, em cầm lên đá cho anh ăn à. Chị nhớ chị Tư Vĩnh Long không? Không. Từ Vĩnh Long không biết, biết chị Tư Cẩm Ly à. Hai chị bảy phương nghĩa chi. Gì vậy Tuyền? Không, chị Tư Vĩnh Long chị biết. Cái chị mà hồi đợt bị chồng đánh xong rồi lên đây nè, ở nhà trọ kế bên nhà trọ còn lại cả tháng trời đó. Ủa anh Năm Quýt bắt em đổ vỏ hả? Trời. Bỏ thùng rác giùm anh. Chị Tư. Anh nhớ rồi. Chị Tư mà hôm rồi lên ở trọ nhà con Lài xong chị dắt ra tiệm mình làm tóc nè. Cái anh thấy buồn buồn hỏi chuyện gì chị tâm sự chuyện gia đình, cái anh mới góp ý gì đó. Ôi rồi về quê rồi vợ chồng sao hòa thuận. Trời ơi, bây giờ vợ chồng êm ấm dữ lắm. Bây giờ chồng bà xếp re, bà nói một tiếng là làm thêm một tiếng nha. Gia đình hạnh phúc lắm. À bởi vậy mới là đem quýt lên là dạ, cho gửi, anh đó hả? Gửi quýt lên tặng cảm ơn anh nè. Tốt lắm đó, tặng quýt là một lời cảm ơn. Chứ nếu mà vợ chồng ly dị là tặng sầu riêng rồi.
em nói giỡn vậy mà. Chứ thật ra nha, anh thấy không, nội cái hành động anh hàn gắn vợ chồng người ta lại với nhau thì anh đã là Mr. Hoàn Hảo. Đúng rồi anh. Không phải, nói vậy thôi chứ quan trọng là vợ chồng người ta có thiện chí sửa đổi thì mình khuyên vô mới được. Chứ anh nói không mà được cái gì. Với lại anh cũng thừa biết, anh cũng như người bình thường thôi, cả đống lỗi lầm, ở đâu mà hoàn hảo. Ủa? Bây giờ tóm lại là anh không muốn khen đúng không? Anh muốn chê đúng không? À, hay là anh tự ti, anh thấy anh không xứng với chị Xuân chứ gì? Ê, cái gì? Không xứng với chị Xuân. Mình có Xuân Xuân gì đây nữa. Xuân chị chê tới bến luôn nha. Nói vô. Chê đi. Em thấy là không hợp đúng không vậy? Không hợp. Anh coi à, anh phải nhớ đi, đừng có nhìn đâu xa xôi, anh hãy nhìn gần bên nhau đi coi. Người ta là cái nồi tròn, người ta phải tìm một cái dung tròn người ta úp. Còn Khôi, Khôi là một cái nồi méo, thì Khôi phải tìm một cái dung méo. Có lý. Cái nồi méo vẫn úp được cái dung tròn mà. Tôi mệt quá đi à. Còn nãy giờ em cố gắng em nói quá trời nói, em tìm đủ lý do em lăn xê anh lên, đẩy anh lên đài vinh vọng vậy á. Mà cứ hả tự ti, mất tự tin rồi cái hả xem thường cái người bên cạnh làm cho em bị tổn thương. Giận quá đi à. Em vẫn thấy anh là ông chú number one. Ông chú anh tao quýnh à. Thank you.